Tổng hợp những drama cực căng trong show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng quy tụ đến 30 nghệ sĩ những tưởng sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. Nhưng chương trình vướng nhiều drama khiến khán giả ngao ngán, khẳng định là một chương trình không drama. Nhưng drama không tưởng, cái sai của Emily ở Đạp Gió. Có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ đầu các chị đẹp đến với chương trình phần lớn mang tâm thế dạo chơi, thử thách bản thân thay vì thi thua hay tìm lấy cơ hội tỏa sáng. Chính vì lý do ấy mà không nhiều chị đẹp đặt nặng vấn đề hơn thua tại cuộc thi. Thay vào đó, các chị chú trọng việc khai phá tiềm năng bản thân, bứt phá giới hạn. Điều có thể dễ dàng thấy được là Emily muốn được thử sức nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho từng công diễn. Nhưng có lẽ bởi vì quá non trẻ nên nữ ca sĩ 1992 đã bị cuốn vào cuộc chiến. Không thể phủ nhận rằng Emily có sai sót khi bước chân vào chương trình này. Đấy là lý do vì sao nữ ca sĩ phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng hơn so với đồng nghiệp. Trước tiên, Emily đã quá cả nể Lệ Quyên dẫn đến việc cùng đội với chị đẹp trong suốt nhiều vòng công diễn, khiến khán giả nhìn nhận Emily không có sự bứt phá ở mỗi phần trình diễn và chọn Lệ Quyên để được an toàn. Trong tập 11, ở công diễn 4, Emily đã tự bầu chọn cho bản thân 2 phiếu để làm trưởng nhóm. Điều đó khiến công chúng càng đinh ninh về khát vọng chiến thắng của Emily ở chương trình này. Trước đó, nữ ca sĩ cũng bị chỉ trích lấn lướt đội trưởng Khổng Tú Quỳnh khi liên tục tranh nói phần trình diễn. Điều này khiến chị đẹp Đoan Trang phải lên tiếng nhắc nhở chị có ý kiến, vai chính ghép quá nè, để cho bé Quỳnh nói. Rồi sao chốt gì chốt đi em. Sau đó, Emily còn bị soi ẩn ý chị đẹp Trang Pháp muốn làm ôn xe nhưng là không tới. Việc im lặng hoàn toàn trước sóng gió bổ vây cho thấy sự lúng túng trước cơn sóng dữ và là hệ quả của việc không tính toán cho mình của Emily tại chị đẹp. Lệ Quyên được ưu ái quá đà. Hơn 2/3 hành trình của chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trôi qua, Lệ Quyên bền bỉ đối diện với các bình luận trái chiều mỗi khi có một tập phát sóng. Ở tập 1 của chương trình, Lệ Quyên là một trong 3 chị đẹp xuất hiện cuối cùng trong phòng chờ để gặp gỡ những thí sinh khác. Cô sánh đôi cùng diva Hồng Nhung và diva Mỹ Linh. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một gương mặt kỳ cựu đã debut 37 năm như Thu Phương hay một đàn chị khác lớn tuổi hơn Lệ Quyên là Đoan Trang đã phải đến ngồi chờ từ rất sớm thì lại không được ra mắt một cách đặc biệt như vậy. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng luôn được xếp ngồi ở hàng đầu, ngay vị trí trung tâm trong mỗi bức hình chụp chung trong khi các chị đại khác có lúc phải ngồi sang hai bên. Không thể phủ nhận Lệ Quyên là một trong những giọng ca nội lực nhất nhưng chương trình này thì lại cần nhiều hơn thế. Ở vòng solo đầu tiên, nếu các chị đẹp khác biết cách phá cách để mang đến những màn trình diễn đột phá thì dường như Lệ Quyên chỉ đứng im khoe giọng. Dù vậy, cô vẫn được ban cố vấn chấm 88 điểm, số điểm cao nhất. Tình trẻ của Lệ Quyên bị netizen cho rằng có màn thể hiện nhạt nhòa, cách nói chuyện không cảm xúc. Ấn tượng duy nhất mà nam người mẫu để lại là hình ảnh anh hết lòng chăm chút cho Lệ Quyên. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người tin rằng Lệ Quyên chính là chị đẹp nắm chắc suất debut ở vòng chung kết khi họ cho rằng nữ ca sĩ đang nhận được quá nhiều sự ưu ái đến từ chương trình. Trước những thông tin bị cho là được ưu ái trong chương trình, nữ ca sĩ khẳng định cô luôn chiến công bằng, ngầm phủ nhận những lời đồn đoán không xác thực trên mạng xã hội. Hà Kino chị đẹp bị khán giả ghét nhất ở show Đạp Gió Bản Việt. Ngay từ khi công bố dàn cast, Hà Kino đã là gương mặt gây bàn tán. Một số người cho rằng nhà sản xuất đang làm giống bản gốc mùa 4 của tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Hà Kino từ đó cũng được ví là Amber Amber phiên bản Việt. Trong show, idol người Mỹ gốc Hoa còn thể hiện khiếu hài hước, tương tác mạnh với khán giả. Đó là điều Hà Kino không có tại hành trình chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại vòng solo debut, cô thể hiện lợi thế catwalk hơn là âm nhạc nữ người mẫu chọn thể hiện ca khúc Vầng Trăng Khóc. Phần hát của Hà Kino không được dàn cố vấn đánh giá cao, thậm chí bị nhận xét là như hát karaoke. Sau màn biểu diễn, người gánh team cho tiết mục vũ trụ có anh là Yến Trang lại nhận điểm số cá nhân thấp hơn cả Hà Kino. Henie phải dừng cuộc chơi. Amber Việt Nam nhận phiếu bầu cao nhất, nghiễm nhiên trở thành trưởng nhóm cho vòng công diễn 2. Sự chú ý của khán giả tiếp tục dành cho Hà Kino ở vòng công diễn 2. Đảm nhận vai trò trưởng nhóm, Hà Kino không cứu nổi bản thân khi có phần trình diễn bị đánh giá thấp. Cô phải dừng chân sau những tuần gây tranh cãi. Sau khi bị loại, Hà Kino chia sẻ, khi nhìn kết quả bản thân bị loại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại hành trình 7 tập tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Hà Kino không có câu chuyện gì quá nổi bật để được khán giả nhớ đến. Hát Henie mất fan khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Từ những tập đầu tiên trong show, sự xuất hiện của Hoa hậu Henie thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người kỳ vọng người đẹp sẽ là nhân tố hút fan của chương trình. Thế nhưng qua từng tập của chương trình, Henie liên tục vướng vào tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng nàng hậu đáng lẽ phải bị loại từ sớm vì kỹ năng ca hát, nhảy, trình diễn thua xa so với các thí sinh còn lại trong show. Và việc các chị đẹp nổi bật trong show lần lượt rời show càng khiến khán giả soi nhiều hơn những nhân tố nhạt nhòa nhưng vẫn ở lại chương trình tới gần cuối chặng đua. Tin đồn hát Henie chi tiền chạy bình luận PR bản thân bùng nổ khi nhà sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của dàn nữ nghệ sĩ góp mặt trong vòng công diễn 4. Ngay sau khi đăng tải, dưới bức ảnh của các thành viên trong đội Hồng Nhung cùng Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Quyên Linh, Phương Vi lại xuất hiện hàng loạt bình luận có nội dung giống nhau liên quan đến Henie. Điều này khiến một bộ phận khán giả nghi ngờ nàng hậu mua bình luận vì đội quân Si Đinh đã quét nhầm Mỹ Linh thành hát Henie. Trước nhiều tranh cãi, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc cô và ekip chi tiền để Si Đinh các bình luận nói trên. Dennis Đặng đang làm những gì ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng? Lần này, nhân tố khiến chương trình một lần nữa bị réo gọi với nhiều bình luận tiêu cực lại chính là Dennis Đặng, giám đốc sáng tạo của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.
Gần đây, Dennis Đặng vướng drama bị loạt stylist có tiếng tố nhận vơ công sức. Theo đó, Dennis Đặng đã đăng một đoạn clip có nhiều bản thảo trang phục của các tiết mục trong show ở công diễn 4 lên mạng xã hội, khiến nhiều người lầm tưởng rằng anh có nhúng tay vào phần thiết kế phục trang này. Ngay từ khi Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng công bố vai trò giám đốc sáng tạo của Dennis Đặng, anh từng hé lộ về nhiệm vụ của mình là người đưa ra định hướng về concept cho chương trình cũng như concept sân khấu của các nghệ sĩ. Dennis cũng hứa sẽ Việt hóa chương trình bằng những câu chuyện mang đậm dấu ấn văn hóa và tính biểu tượng của người Việt, từ đó đưa hình ảnh đất nước ta trở nên gần gũi hơn với bạn bè quốc tế. Dựa theo một số đoạn clip mà Dennis Đặng đăng tải trên kênh TikTok, Dennis đã góp công dàn dựng concept các sân khấu như Đi Đu Đưa Đi, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Chị Ngã Em Nâng. Trên fanpage, Dennis vẫn đăng rất nhiều sân khấu trong công diễn vừa qua, trong đó có cả Em Xinh Hay Mắt Up Đóa Hoa Hồng, Cánh Hồng Phai. Thế nhưng đây cũng là hai sân khấu mà stylist Hoàng Cu lẫn Kelvin lây tố Dennis Đặng không hoàn thành vai trò của mình. Trong phần bình luận dưới bài đăng xin lỗi của Dennis Đặng, stylist Hoàng Cu từng tố giám đốc sáng tạo của chương trình chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Ngoài được giới thiệu với vai trò giám đốc sáng tạo cho các màn trình diễn, Dennis Đặng cũng ngồi ghế cố vấn để chấm điểm các chị đẹp qua từng vòng. Xuất hiện trong phòng chờ luyện tập trước công diễn, Dennis Đặng dường như chỉ góp mặt cho đủ đội hình, không có những nhận xét đủ ấn tượng với khán giả xem show. Drama giữa Tú Vi và Thanh Ngọc. Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng 2023, Tú Vi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, khi tập luyện cho tiết mục Vũ Trụ Có Anh ở vòng công diễn 1, khoảnh khắc cô căng thẳng với đàn chị Thanh Ngọc bị dân mạng mổ xẻ, chỉ trích vì thái độ khó chịu, bất hợp tác với đàn chị. Nói về khoảnh khắc cao có với Thanh Ngọc, Tú Vi giải thích, cơ mặt của tôi bình thường đã vậy, chỉ cần nhăn một chút sẽ trông rất cao có và khó chịu. Trong tình huống đó, tôi đang hỏi chị Yến Trang về một vấn đề khác nhưng chị Thanh Ngọc lại hiểu lầm là tôi hỏi về động tác vũ đạo vừa học xong, nên chị mới phản ứng như thế. Tôi biết rằng chị Thanh Ngọc đang không hiểu ý mình nên mới hỏi lại chị biết em hỏi gì không? Tại sao lại chỉ vô mặt em? Thật ra, khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như vậy, thậm chí hai chị em còn không nhớ rõ khi xem lại đoạn đó. Lâm Bảo Châu quá nhạt nhòa khi làm MC. Cầm chính chương trình có 30 chị đẹp, Lâm Bảo Châu đảm nhận vị trí dẫn chương trình cùng với Quốc Trường và MC Kỳ Cựu Anh Tuấn. Trước đó tại tập 1, Lâm Bảo Châu thể hiện rõ sự hồi hộp khi lần đầu đảm nhận vai trò mới. Nhiều người còn nhận ra trong khoảnh khắc sau khi bước vào chào 30 chị đẹp, Lâm Bảo Châu còn bị khớp khi không thể nói hết câu khiến Quốc Trường phải nhanh chóng ngỡ lời. Bên cạnh đó, giọng nói của nam người mẫu cũng bị nhận xét thiếu cảm xúc, chậm rãi và như đang học thuộc kịch bản. Trường hợp của bạn trai Lệ Quyên không chỉ bị phản ứng với màn thể hiện vai trò MC mà anh còn khiến khán giả không vừa ý trước những lần phát cầu lương quá mức với bạn gái trong chương trình. Càng khiến dân mạng bức xúc chính là trong tập 8 của Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng, vì các thành viên trong đội không thuộc lời bài hát nên Diệu Nhi mới nảy ra ý tưởng cắt lời ca khúc rồi dán sau lưng. Đến lúc tập luyện trước ban cố vấn, Diệu Nhi đã bị Lâm Bảo Châu bắt bài và khiến không khí trở nên căng thẳng, hụt hẫng, ấm ức về luật chơi. Việc ban cố vấn chấm điểm ở vòng solo khiến khán giả bức xúc vì cho rằng thiên vị, cả nể. Đến vòng công diễn, theo luật chơi, có 357 khán giả nữ tại trường quay làm giám khảo, chấm điểm quyết định thí sinh đi tiếp hay ra về. Và kết quả bình chọn gần như luôn là chủ đề gây tranh cãi sau mỗi vòng công diễn, bởi những thí sinh là ca sĩ chuyên nghiệp ra về, còn những thí sinh tự nhận mình hát kém lại được giữ lại. Bởi lẽ việc quyết định này cũng theo cảm xúc của từng khán giả thích nghệ sĩ nào, chứ không chọn dựa trên chuyên môn hát hay nhảy giỏi. Nhiều nghệ sĩ cho rằng khi nhận lời tham gia chương trình chưa nắm rõ luật chơi mà đã chơi rồi đành chấp nhận.